mọi người, đây là check thứ 15. Hôm nay là 12:06, ngày hôm nay là ngày thứ 5. Hôm nay tụi mình đi Pumpkin Patch, tốt ở dưới gì Redland, Oakley gì đó. Thì cái chỗ này nó sẽ có, nó làm ra cho mỗi một cái Halloween, mùa Halloween October by sale là tháng 10, thì nó sẽ làm ra một cái năm trại tàn, tất cả là bí, và nó có đồ ăn nè, rồi nó có mấy cái fair là mấy cái chỗ vui chơi nè, rồi các bạn có thể đi hái bí đem về để chúng ta có thể decorate cho nhà chúng ta cho mùa Halloween này. Thứ nhất là thiệt ra hôm nay chị đã muốn là mọi người biết giờ hôm nay chị muốn á là chị đi chụp hình thôi, nhưng mà tại vì mọi người cứ đòi á nên Kenny Huy không có thể nào không ok để dẫn mọi người theo được, nên phải dẫn mọi người theo. Còn Huy thì không nói mẹ gì hết, tại vì Huy không biết nói quần què gì hết, Huy dở giao tiếp lắm, cho nên hay giờ bị mất bộ mọi người. Đó, vậy đó. Mất bộ. Là mất người yêu, mất chồng đó mọi người. Huy hay cái gì vậy đó. Chị thôi chứ sao nhỉ. Ok vậy nha. Bye bye. Bye bye. Ủa quên. Bye bye đi ra đi. Xe tôi mà. Đi ra. Nghe tôi. Hello các bạn, bây giờ tụi mình sẽ đi vô mua nước mía ở gần nhà. Thì nước mía Viễn Đông thì mình sẽ show cho các bạn coi nha. So this is me. So my name is Jenny. So I'm gonna show you a video. So we're on an adventure in a pumpkin patch. What's a pumpkin patch? Questions. Does anyone know? And a pumpkin patch is a like a farm with pumpkins, but a garden. You can find big, medium, small, or tinier, or blue, or red. Sometimes it could be white. Nope. No, yet. Yes, it is. So annoying, mọi người. Tiếng đàm. Okay, bây giờ mình phải chờ để mình chờ nha. Chưa dậy rồi. Đau quá. You just farted? No. I heard it. No, that was just a noise. Don't lie to me, I heard you farted. No, I didn't. I didn't do that. Stinky! Stop! What? No, I didn't do it. Tụi mày bắt cóc rồi chứ? Tụi mày bắt cóc rồi chứ? Bắt cóc rồi. Quýnh giờ. Rồi, biết là tụi. Hả? Làm gì trong đó? Hả? Bắt cóc á. Bắt cóc hả? Hay đi đu đưa? Có đâu, để em đu đưa với ai. Mày mọi người.
say you love. It's not for me to say you love. Chào mọi người ơi. Finally. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái con đường đi vô như thế nào nha, chờ mình chút. Đi vô nha mọi người. Đó, sẽ có một cái dãy đi vô. Bên kia là mọi người có thể thấy hoa hướng dương. Đường hoa hướng dương để chụp hình. Qua tuyệt vượt mẹ. Ừ. Vô bên kia có tước ở trong có cái vườn hướng dương đó. Năm đầu tiên mình đi nha các bạn. First year. Ai biết? Cho người ta đi vô ngoạn. Uống gì? Vé mười mấy đồng, chín đồng, bốn đồng. Đi vô mua vé hả? Ủa phải mua vé vô chứ. Đâu ra người ta mua về á, nó một quãng đường rất là dài đó mọi người. Giờ mình đang đi giờ là mình sẽ đi get line mua ticket. Hơi mệt nha mọi người. Cái đường hơi mệt mỏi xíu. Nhưng không sao. Có Huy đi cùng là được. Này đi anh Huy à. À mình đi xuống trong rồi. Mình sẽ đi mua ticket. Six feet nha mọi người. Không hút thuốc nha. Bước qua đây luôn đi. Đừng cái làng. Bên đây có bán đồ nha mọi người. Ngon quá nè. Con với mẹ thôi. Con với mẹ ăn ba đi. Chị ơi. Cái này là mọi người. Rồi, đi. Đây vô anh xin thôi mọi người ơi. Đó, các bạn thấy không? Vườn hồng rất là đẹp luôn. Hi there. Thank you. Đó đi. Quá trời bí luôn mọi người ơi. Trời ơi giống chỗ gì như chụp hình vậy. Quá đẹp đó mọi người. Bên đây chỗ sẽ mua đồ ăn nè. Có tất cả bánh này nọ. Ô thấy được cái chỗ đó rồi. Quá đẹp đó. À, mình sẽ đi qua đây. Đi ra nhà bà con. Hello. Mình đi qua rừng hoa trước nha. Ok. Ok. Đi qua rừng nè. Đi qua đi hướng này nè. Mẹ đi qua rừng hoa trước nha. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha.
đây nhìn nó rất là hoang hoang dã luôn ha. À, nhà quý đồ hay chân luôn. Rất là nhiều hoa, quá là tốt. Bây giờ chúng ta đi qua đâu đây? Đi qua Hướng Dương ha. Hướng Dương nha mọi người. Okay. Chứ nếu mình có thời gian mình sẽ đi xe lửa nha. Thì nó có xe lửa chạy nguyên vòng luôn. Không biết xe nó chạy nổi anh không? Ôi đây đẹp mọi người. Đây mọi người đang đứng chờ xe lửa nha. Để đi lên cái ride nha. Chúng ta tới rồi. Nguy hiểm. Không cần phải đi xa mọi người ơi. Ah. Amazing sunflower. Yeah. Wow. Hay đó mọi người. Sao vô rồi nè mọi người ơi. Đi bên phải ra nè. Có không? Có hướng không? Thôi đi bên đây đi. Đi đâu đây? Bây giờ mình đã đi ra khỏi chịu giường này nha. Đây nó có rắn nha mọi người. Nó có một quỷ rắn nha mọi người. Sợ lắm mọi người. Nó bệnh nổi với cuộc sống này luôn. Khi mà đi ra khỏi vườn này thì đây có rắn á, và vừa có bi và vừa có rắn luôn mọi người, nó có cả hai. Ủa sao càng đi nó càng xa vậy? Chắc lộn đường rồi mọi người ơi. 2000 years later. Đông quá mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tiếp nha mọi người nha. Quay lại này. Đâu? Chỗ ăn nè. Ui đồ ăn mọi người ơi, đồ ăn mọi người ơi, đồ ăn. Wow. Nhiều quá mọi người ơi. Có phần nào khác kìa bếp. Đây rất thoáng mát nha. Người có phải ngồi nha. Muốn mẹ tìm chỗ mẹ ngồi đi mẹ. Thì con đi vòng vòng mẹ có gì ăn không?
đi giờ đi tìm mẹ là một cực hình. Ơ thấy mẹ nào kìa, thấy mẹ rồi kìa, thấy mẹ à, thì đi qua thấy mẹ nha. Đi đông lắm mọi người, lâu nó không thể nào nói được. Ủa sao mà trên này mới lên nó mới chơi rồi. Được rồi, chị tính tiền với anh. Tính cái tiền vé đúng không hả? Tiền gì? Tiền vé 31. Tiền vé chút nữa lấy của mẹ. Trời ơi, em nói đi. Thấy cho mẹ một cái nước ngọt. Là khúc hả? Ừ. Mình là cái này bên đây. Lấy cái này, lấy cho mẹ cái nước ngọt. Lấy cho này với mình một cái lên hết. Thấy đi. Then, can we get two strawberries? Two strawberries? Yeah. Yes. Yeah. Okay. Tôi lấy rồi nè. Không phải nha mọi người. Tôi xin lên nick nha. Chị ở vòng vòng coi có gì nữa không? Ây da. Thế giúp té cái này giờ là trong thời tiết này là ăn cái này là thôi đỉnh điểm luôn. Có phần nào khác kìa. Đi 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 đi. Phần nào khác mọi người ơi, cái này ngon lắm. Phần nào khác để mở mà sao nó có thể là cái này khác ở kia thì cũng khác phải không? Đúng mà nói mồ hôi đúng mọi người. Cái này chắc ngon nè. Kem á, kem lemonade. Alright, thank you. Giờ đứng chờ mọi người ơi, đứng chờ lấy final khác. Yeah. Yeah. Giờ là lần 2 bác. Nhảy rồi, nhảy điên khùng quá. Ừ, nên như vậy. Tôi mới xin thêm 2 cái muỗng. Không có, hãy xin. Đó là mọi người ơi. Thank you. Tôi là khách mọi người, chuẩn bị về bàn review. Đè cái đó nha, cái muỗng nha, nó bay á. Tới cái frozen mỹ à, cái nó ngon cả nhà. Nó có nếm hai lớp mà để mình quay lại cho các bạn coi nè. Đó, nước tràn bờ đê khắp một vùng quê mọi người. Đó, nước kẹt đâu cái khóc cua đâu bị kẹt. Ngon quá, ngon lắm đó thiệt, ăn đi biết vị. Giống cái kem mà mua cho bà Tư nữa nè, mà ở ngoài quá.
nó đóng rồi không mà ngồi ăn rồi. Mỹ xả tao ăn. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã coi hết cái vlog ngày hôm nay. Và hôm nay là buổi đi chơi của tụi mình. Thì hôm nay là ngày cuối của mình đi chơi, và mai mình bắt đầu làm việc tiếp. Thì mọi người hãy đón xem những clip kế tiếp nha. Bye bye mọi người. Bye bye đi trên này. Bye. Bye bye. Không còn cứ sống.